biết là trường hay là lớp của cô Duyên đã có chưa ạ? Đã ổn định chưa ạ? Rồi, cô Dung thấy là trường Cẩm Đoàn ấy, khi mà các bạn được lên sân khấu là ngồi rất là đẹp đấy. Rồi, dạ, rồi chúng ta sẽ bắt đầu ở buổi học ngày hôm nay nha. Xin giới thiệu với các bạn, xin giới thiệu với các thầy cô đang trong phòng Dung. Cô Lan Hương ở lớp cấp lớp 2 của chúng ta, và xin giới thiệu cho tất cả các bạn học sinh lớp 2 của chúng mình. Hôm nay thì có cô Thủy An. Họ tên đầy đủ của cô Thủy An đó là Trần Kim Thủy. Và đây là cô Thủy An này. Rồi chúng ta sẽ cùng nở hoa nhá, nở hoa dành tặng cho cô Thủy An nhá. Rồi, đáng yêu quá. Rồi ạ. Và cô Dung giới thiệu một chút, cô Thủy An là một giáo viên, dạy về, gọi là dạy về gì nhỉ? Dạy về meme map này. Có bạn nào biết vẽ meme map chưa? Hay là sketch note? Có bạn nào biết không? À, chưa biết. Rồi, thế thì trong trong quá trình mà cô Lan Hương đi học thì các cô sẽ dành tặng cái kỹ năng này dành cho các con nhé, để giúp các con học tập tốt hơn này. Đấy, có bạn nào muốn không? Có bạn nào muốn có một cái phương pháp để học tập tốt hơn không? Hãy cùng giơ tay giúp cô xem nào, có bạn nào mong muốn không? Rồi, hay quá, tuyệt vời, rất là giỏi. Dạ. Và ở đây để cô Dung ghim cô đã. Đấy, rồi chúng mình đã nhìn thấy cô chưa? Rồi. Và ngày hôm nay trong buổi phòng Zoom thì cũng có rất nhiều các lớp khác, nhưng mà đây có cô Duyên đây rồi ạ. Rồi, có lớp của cô Duyên ạ. Dạ. Cô Dung xin chào tất cả các bạn ở lớp cô Duyên nha. Chúng mình có thể là tung hoa để chào cô được không? À, rồi âm thanh nghe rất tốt. Dạ vâng ạ. Đấy. Ngày hôm nay thì có thêm lớp của cô Duyên và có một lớp nữa, đó là lớp của cô Vân Anh. Đấy, không biết là cô Vân Anh đã chuẩn bị kỹ thuật xong chưa ạ? Dạ em thấy cô Vân Anh đã vào rồi nhưng mà chắc là đang kết nối. À đây đây em thấy rồi. Dạ cô Dung đang thấy rồi, cô Nguyễn Hoa đúng không ạ? Tên tên đó là cô Nguyễn Hoa đúng không ạ? Dạ cô Duyên đang kết nối đúng không ạ? Xin chào cô Kim Dung và chào các thầy cô ạ. Dạ vâng ạ. Để em xin chào cô Duyên ạ. Cô đang bật lên. À đây, cô Hoa đây rồi ạ. Rồi, xin chào tất cả các bạn học sinh. Không biết là chào, nhờ em nhờ cô Hoa nha. À nhầm, em nhờ cô Nguyễn Hoa đang 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 chiếu camera cho các con ấy ạ. Thì có thể đổi tên giúp em được không ạ? Ví dụ như là cô Duyên này thì là các bạn học sinh của trường trường nào ạ, để các cô giáo sẽ dễ dàng gọi tên các con hơn. Dạ cô Duyên ạ. Cho em xin tên của trường mình được không ạ? Dạ cô Duyên ơi, cho cô Dung xin tên với ạ. Dạ. Trường của em là trường tiểu Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên chị ạ. Dạ, trường Đây em tiểu cứ học đổi Khai tên lại Quang này. đúng không ạ? Vâng ạ, trường tiểu Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Rồi ạ, em đã đổi rồi À, dạ ạ. vâng, em cảm ơn ạ. Dạ vâng. Cô Vân Anh đúng không ạ? Thôi có Cô muốn Vân cô Anh. không không? Cô Vân Anh có thể là đổi tên giúp em với ạ. Tại
Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân đúng không ạ? Các con đang ở, các bạn đang ở trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân đúng không? Chúng mình có thể thảo hoa nếu như mà đúng nhá. À thế không phải rồi ạ. Chỗ Việt thôi, xuống bàn đầu tiên thì mà xuống bàn đầu tiên. Đấy. Bàn đầu tiên chỗ Hoàng Anh Nhi. Dạ, không biết là cô tên phòng Zoom mà có đang có các bạn học sinh á, tên là Nguyễn Hoa thì không biết là có dạ cô Hoa đúng không ạ? Dạ em mời cô Hoa có thể là mở mic được không? Nào chúng mình để chúng mình thế này không? À chúng Dạ vâng ạ, xin chào cả tất cả các bạn ạ. Dạ vâng. cô Hoa đúng không ạ? Dạ vâng, cho em xin, dạ cho em xin tên với ạ, tên tên trường mình ạ, tên trường mình. Cô mình hôm nay là mình thấy có cái link Zoom của các trường nên mình cho học sinh vào xem ké đấy của Dạ mình. vâng, thế là cho học luôn nha cô. Cho chơi luôn ạ. Dạ. Cô Hoa cho em xin tên của trường mình với. À, các bạn mình là trường tiểu học đô thị Việt Hưng. Rồi mình sẽ sửa ở phía trên này cô ạ. Vâng. Các em cũng học lớp 2 đúng không ạ? À lớp 4 ạ. Dạ vâng. Dạ rồi. À, thì chắc là sẽ để không có mất nhiều thời gian nữa. Thời gian của chúng ta chỉ có đến 9 giờ thôi. Đấy. Rồi. Bây giờ em xin phép được bắt đầu trong cái buổi học ngày hôm nay nha. Rồi. Nhân vật chính của chúng ta sẽ là các bạn học sinh trường tiểu học Cẩm Đàn, trường tiểu học Khai Quang và trường tiểu học Việt Hưng. Và có một số các bạn học sinh đang hiện diện ở trên Zoom. Đấy, thì em thì chúng ta hôm nay các thầy cô chúng ta trên Zoom chúng ta đóng vai thành các học sinh ạ. Mỗi một địa chỉ phòng Zoom, mỗi một địa chỉ trên phòng Zoom này sẽ là một học sinh để tương tác với cô Thủy An một cách tốt nhất. Đấy. Rồi xin mời cô Thủy An chúng sẽ lên sân khấu để cho các con được lắng nghe buổi học ngày hôm nay, và cô mời các bạn chúng ta sẽ cùng khoanh tay, chúng ta sẽ cùng ngồi khoanh tay và chúng ta có một cái nghi thức, đó là một cái văn hóa, đó là chúng ta sẽ cúi chào các thầy cô nha. Chúng ta sẽ không đứng nữa đúng không? Chúng ta, thường thì chúng ta trên lớp chúng ta sẽ đứng đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ khoanh khoanh tay lại. Đấy, rồi chúng ta, rồi cô mời cả lớp sẽ cùng cúi chào và nở một bông một nở một tràng pháo bông. Đấy, thật là tuyệt vời nhất dành cho cô Thủy An nhá. Rồi, rồi chúng ta cùng nở một tràng pháo bông thật lớn dành cho cô Thủy An nào. Rồi, em xin mời cô Thủy An sẽ lên lớp để chia sẻ truyền cảm hứng về việc là đọc sách, về việc là văn hóa đọc cho các con. Đấy, em xin mời cô Thủy An. Dạ vâng, cô Thủy An cảm ơn cô Kim Dung ạ. Mến chào các thầy cô giáo đang có mặt tại buổi Zoom ngày hôm nay. Và cô Thủy An rất là vui khi mà được gặp mặt các bạn ở trường tiểu học Cẩm Đàn này, trường tiểu học Khai Quang và trường tiểu học Việt Hưng. Vậy thì vừa rồi cô Kim Dung cũng đã có sự kết nối với cả là các thầy cô cũng như là các bạn học sinh. Hôm nay thì cô Thủy An rất là vui để được chia sẻ truyền cảm hứng với cả các bạn về một buổi học, một tiết học mình sẽ đặt tên gọi là giờ đọc hạnh phúc nha các bạn. Đấy, mình sẽ ghim là buổi ngày hôm nay mình sẽ có một tiết học về giờ đọc hạnh phúc. Đấy, chúng mình đã biết cái điều mà cô Thủy An ghim với chúng mình thì chúng mình hãy nở một tràng pháo hoa này. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn. Vậy thì trong buổi học thì sẽ có sự tương tác. Cô Thủy An sẽ có những câu hỏi này, những cô cũng đã có chuẩn bị một cái tiết mục game, nhưng mà có lẽ là sẽ không phù hợp với bối cảnh này vì thời gian thì không có nhiều. Vậy nên là cô sẽ không chơi game cùng các bạn nữa mà mình sẽ vào buổi học ngày hôm nay luôn. Vậy thì trong quá trình học thì cô Thủy An nhờ các cô giáo sẽ hỗ trợ các bạn tương tác cùng với cô Thủy An bằng cách khi cô Thủy An đặt câu hỏi thì
các bạn có thể giơ tay và nhờ các cô giáo hỗ trợ cô Thủy An là bật mic và mời, ví dụ như cô Thủy An bảo mời trường Cẩm Đàn trả lời thì nhờ cô Lan Hương bật mic và mời một bạn học sinh giơ tay của trường Cẩm Đàn trả lời câu hỏi giúp cô Thủy An được không ạ? Rồi. Vậy thì bây giờ cô Thủy An sẽ chia sẻ với các bạn về một nhân vật đấy, một nhân vật vĩ nhân. Vừa rồi thì cô thấy cô Kim Dung có cho các bạn xem một video clip chia sẻ về dự án văn hóa đọc trưởng thành cùng vĩ nhân, và ở đó thì có nhắc đến rất là nhiều các nhân vật vĩ nhân, đúng không các bạn? Đấy. Nếu mà các bạn đã quen thuộc với những nhân vật vĩ nhân đó thì các bạn cũng lở một vẫy tay như này để cô Thị An biết là các bạn cũng đã quen thuộc với các nhân vật vĩ nhân nào. Rồi. Cô Thị An thấy các bạn rất là hào hứng với những nhân vật vĩ nhân này. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ cũng đến với một nhân vật vĩ nhân có tên là Mạc Đĩnh Chi. Rồi, vậy thì bây giờ cô Thủy An sẽ chia sẻ màn hình một video clip ngắn chia sẻ về nhân vật Mạc Đĩnh Chi. Và bạn nào đã biết về nhân vật Mạc Đĩnh Chi có đôi nét gì thì các bạn giơ tay. Có thể chia sẻ cho cô Thủy An và tất cả các bạn ở bốn trường được biết về nhân vật Mạc Đĩnh Chi theo như hiểu biết của các bạn được không nào? Có bạn nào đã biết về nhân vật Mạc Đĩnh Chi thì giơ tay cô Thủy An coi nha. À, cô thấy trường tiểu học Đô Thị Việt Hưng. Rồi cô Thủy An nhờ cô giáo của trường tiểu học Việt Hưng có thể bật mic và mời bạn áo trắng chia sẻ về nhân vật Mạc Đĩnh Chi dùm cô Thủy An được không ạ? Dạ, cô Dung thấy có hai bạn, một bạn nam một bạn nữ thì cô Thủy An gọi đi ạ. Dạ vâng, bạn nào cũng được ạ. Nhờ cô giáo ở trường Việt Hưng hỗ trợ dùm cô Thủy An nha. Chào cô ạ. Rồi cô Thủy An chào bạn. Con có thể chia sẻ cho cô về nhân vật Mạc Đĩnh Chi mà theo như sự hiểu biết của con được không nào? Mạc Đĩnh Chi là một trạng nguyên thời nhà Trần và ông nổi tiếng là người văn hay chữ tốt ạ. Là người văn hay chữ tốt từ nhỏ ông đã thể hiện được tài năng của mình ạ. Và ông Đỗ Trạng Nguyên thời nhà Trần ạ. Rồi, ngoài ra thì con có thể con có biết một vài đức tính của Mạc Đĩnh Chi là gì không nào? Con thứ Mạc nhất là Đĩnh cần Chi cù ạ, thứ nhất là cần cù ạ, thứ hai là chăm chỉ ạ, thứ ba là tự học ạ, rất là tuyệt vời. còn thứ tư là cố gắng vượt qua khó khăn ạ. À, cô cảm ơn con. Con đã tìm ra được bốn đức tính của Mạc Đĩnh Chi. Rất là tuyệt vời. Con tên gì? Con tên là Nguyễn Minh Quang ạ. À, rồi cô cảm ơn Quang nha. Tất cả chúng ta hãy dành cho Quang một tràng pháo hoa nào. Quang cũng có tinh thần tự học rất là tốt. Vậy thì cô cảm ơn Quang. Và bây giờ cô Thủy An sẽ chia sẻ một đoạn phim hoạt hình về nhân vật Mạc Đĩnh Chi. Chúng mình hãy tập trung lắng nghe và quan sát về nhân vật Mạc Đĩnh Chi nha. Rồi, cô Thủy An xin phép được chia sẻ màn hình và nhờ các cô giáo hỗ trợ cô Thủy An là âm thanh hình ảnh ở bên phía các trường là được rõ nhất để giúp các bạn có thể quan sát được. Rồi, cô Thủy An test một chút nha. Nếu âm thanh nghe rõ thì các bạn cũng nở một tràng pháo hoa, pháo tim như thế này để cô Thủy An biết. Còn nếu không nghe thấy thì các bạn có thể lắc đầu nhá.
nghe rõ không các bạn? Rồi, pháo hoa là nghe rõ nha. Rồi, vậy thì cô Thủy An xin phép được chia sẻ. Chúng mình hãy tập trung lắng nghe nhá. Một bộ phim hoạt hình dài hơn 2 phút thôi nhưng mà rất là ý nghĩa. Rồi cô Thủy An chia sẻ nào. Gương sáng. Từ nghèo khổ trở thành trạng nguyên hai nước, Mạc Đĩnh Chi sinh năm 1280 với dáng người thấp bé, dung mạo xấu xí, lại mồ côi cha từ nhỏ, hàng ngày phải vào rừng chặt củi kiếm sống phụ mẹ, nên thường bị chúng bạn trêu chọc. Nhưng không vì thế mà cậu nản chí, Mạc Đĩnh Chi đã sớm nhận ra rằng chỉ có chăm chỉ học hành mới giúp ông thoát khỏi cảnh sống nghèo hèn. Gần nhà Mạc Đĩnh Chi có một trường học, các bạn trong làng đến học rất đông vui. Mặc dù rất thèm được đến trường, nhưng vì không có tiền ăn học nên cậu bé chỉ dám ngấp nghé học lỏm mỗi lần gánh củi qua trường. Nhiều ngày như vậy, thầy thấy cậu bé nhà nghèo mà hiếu học, thầy cho phép cậu bé vào trường. Nhờ có trí thông minh, Mạc Đĩnh Chi nhanh chóng trở thành học trò giỏi nhất trường. Vào buổi sáng, vừa phải đi học, vừa phải lên rừng đốn củi, nên buổi tối Mạc Đĩnh Chi mới có thì giờ để đọc sách. Nhưng ngặt một nỗi là nhà Mạc Đĩnh Chi lại không có đèn dầu thắp sáng. Cậu bé đã nghĩ ra cách bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng, lấy ánh sáng làm đèn học. Miệt mài học tập với ngọn đèn đom đóm ấy, chẳng bao lâu, khi mới 24 tuổi, Mạc Đĩnh Chi đã trở thành người học rộng, tài cao, thi đỗ trạng nguyên. Nhưng vì nhà vua thấy ông nhà nghèo, dung mạo lại xấu xí, nên có ý không muốn cho ông đổ đầu, buộc ông phải làm một bài văn để thử tài. Mạc Đĩnh Chi làm ngay bài phú, bông sen trong giếng ngọc. Bài phú rất hay, mô tả về người có đức hạnh, khiến nhà vua nể phục và liền phong cho ông một chức quan trong triều. Với tinh thần hiếu học và tư chất thông minh mà sau này Mạc Đĩnh Chi được làm quan cho cả ba đời vua. Khi đi sứ sang Trung Hoa, do vượt qua được hết thử thách của vua xứ người nên ông lại được phong làm trạng nguyên một lần nữa. Từ đó ông được gọi là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Khi làm quan, ông cũng nổi tiếng là người nhất mực thanh liêm, trung thực, hết lòng vì dân, vì nước. Đến khi về hưu, ông sống thanh bạch, giản dị, hòa nhã với người dân quê trong làng. Rồi, vừa rồi các bạn cũng đã được xem một bộ phim hoạt hình về nhân vật Mạc Đĩnh Chi đúng không nào? Đấy, đây là lần thứ nhất chúng mình tiếp thu thông tin lần thứ nhất nha. Rồi, bây giờ cô Thủy An tiếp tục chia sẻ màn hình về câu chuyện Mạc Đĩnh Chi và cô sẽ đọc lại cho các bạn nghe lần thứ hai. Tức mình sẽ tiếp thu thông tin lần thứ hai nha các bạn nha. Đó. Về nhân vật Mạc Đĩnh Chi và với câu chuyện Mạc Đĩnh Chi trạng nguyên hai nước. Rồi các bạn thấy thấy màn hình cô chia sẻ chưa nào? Nếu thấy rồi thì vẫy tay để cô biết ạ. Rồi cô Thủy An cảm ơn các bạn. Với câu chuyện này thì cô sẽ đọc cho các bạn nghe nhá. Cô sẽ đọc lại cho các bạn nghe về câu chuyện này. Đó. Đây là một câu chuyện ở trong tập truyện Gieo hạt cùng vĩ nhân. Ở tập truyện Gieo hạt cùng vĩ nhân thì kể về rất là nhiều nhân vật vĩ nhân, không riêng gì nhân vật Mạc Đĩnh Chi, mà còn chia sẻ về ví dụ như là Hồ Chủ tịch này, Edison này, rất là nhiều nhân vật khác, mẹ Teresa đó. Rồi bây giờ cô Thủy An sẽ đọc cho các bạn nghe về câu chuyện trạng nguyên hai nước thông qua slide chia sẻ, tóm tắt lại cái bộ phim hoạt hình vừa rồi nha. Rồi các bạn tập trung và lắng nghe nhá. Sau đó thì mình sẽ trả lời câu hỏi. Mình sẽ đúc kết lại
Câu chuyện này kể về cái gì? Đức tính của Mạc Đĩnh Chi ra làm sao? Vậy thì rất cần cái sự tập trung của các bạn. Rồi mình bắt đầu nha. Vốn là cậu bé có tư chất thông minh, lại phải sống trong cảnh mồ côi nghèo khổ, nên Mạc Đĩnh Chi sớm nhận ra rằng chỉ có học hành thành người mới là con đường đưa cậu thoát khỏi cảnh nghèo khổ và giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh như cậu. Vì vậy, lúc nào Mạc Đĩnh Chi cũng đọc sách và nghiền ngẫm ý nghĩa trong từng con chữ, kể cả lúc vai gánh củi đi bán. Không có sách đọc thì cậu mượn thầy, mượn bạn. Mạc Đĩnh Chi cố gắng đọc nhiều cuốn sách hay, nhất là những tấm gương đạo đức. Không có tiền mua nến để đọc sách, và buổi tối thì Mạc Đĩnh Chi đốt củi. Hết củi thì lấy lá rừng đốt lên mà học. Dù rất vất vả nhưng cậu bé không hề nản chí. Do đó, nghị lực được tăng trưởng cộng với tính thông minh. Chẳng bao lâu, Mạc Đĩnh Chi đã nổi tiếng thần đồng khắp xứ. Tuy nhiên, khi đi thi bài thi của cậu, tuy nhiên do tướng xấu xí nên nhà vua không muốn cho đứng đầu. Thế là cậu làm một bài thơ, một người có đức hạnh cao quý mà chưa ai nghĩ ra. Nhà vua rất nể phục nên phong cho Mạc Đĩnh Chi làm trạng nguyên. Về sau cậu được làm quan cho cả ba đời vua. Khi đi sứ sang Trung Hoa, vua nước Trung Hoa muốn thử tài nên ra rất nhiều thử thách, nhưng Mạc Đĩnh Chi đều vượt qua hết. Khi làm quan thì nổi tiếng trung thực và thanh liêm, hết lòng vì dân vì nước. Đến lúc về hưu, ông vẫn đang ngồi nơi quán lá, uống bát nước vối, chuyện trò thân mật và chia sẻ những điều hay lẽ phải với dân làng. Ông sống thanh bạch, giản dị như những người dân quê. Rồi câu chuyện Mạc Đĩnh Chi đến đây là hết. Cô Thủy An có thể mời một bạn tóm tắt lại câu chuyện này. Các bạn không nhất thiết là phải đọc từng chi tiết thật là chính xác theo như trong bộ phim hoạt hình hay là câu chuyện cô Thủy An mới đọc. Các bạn có thể tóm tắt ngắn gọn về nội dung các bạn đã hiểu về câu chuyện Mạc Đĩnh Chi này. Nói về điều gì? Nói về nhân vật nào? Rồi cô Thủy An mời các bạn nha. Các bạn mạnh dạn giơ tay cô Thủy An coi nào. Trường Khai Quang, trường Hạ Long, trường Việt Hưng. Cô rất cần các cánh tay của các bạn để tương tác cùng cô Thủy An. Cô Thủy An thấy có trường Hạ Long. Rồi cô Thủy An mời cô giáo trường Hạ Long hỗ trợ các bạn bật mic và mời một bạn nên tóm tắt lại câu chuyện vừa rồi nha. Trường tiểu học Khai Quang, các bạn xin giơ tay ạ. Dạ vâng ạ. Vậy thì cô Thủy An mời trường Khai Quang nha. À, con thấy hỏi. Con chẳng có. Con Con có chẳng thể giới thiệu về tên của mình trước khi trả lời câu hỏi Trước nha. để gần nghe. Con chào cô, con cứ nói đi. Con chào cô ạ. Con tên là... Con tên là Tạ Nguyễn ạ. À, lớp 2S6, trường tiểu học Khai Quang ạ. Con xin phép trả lời câu hỏi. Xin phép trả lời câu hỏi của cô ạ. Trả lời đi. Mà Mà tính chi là một khẩu đến nào rồi. cô mời là Hà An tóm cậu tắt bé lại nhà nghèo, bạn cậu ấy chỉ nghĩ học học là có thể vượt qua nghèo khó thôi ạ. À, đi. vì vậy cậu rất nỗ lực học trong việc học tập ạ. À, Rồi, Hà An vừa rồi có nhận thấy ở câu chuyện này là cậu rất là nỗ lực trong cái việc học tập này.
Rồi vậy thì cô Thủy An mời Hà An trả lời giúp cô Thủy An một câu hỏi nhá. Vậy thì hoàn cảnh của Mạc Đĩnh Chi như thế nào? Nghèo khổ sao? À, Hà An trả lời hoàn cảnh của Mạc Đĩnh Chi rất là nghèo khó. Rồi các bạn dành tặng cho Hà An một tràng pháo hoa nha. Rồi Hà An đã rất là tập trung khi mà nghe câu chuyện và biết được là nhân vật Mạc Đĩnh Chi rất là nghèo khó. Chứ cậu không sinh ra trong một gia đình mà khá giả, đầy đủ vật chất đúng không các bạn? Rồi cô cảm ơn Hà An. Tiếp tục, cô Thủy An sẽ hỏi các câu hỏi và nhờ các bạn giơ tay trả lời câu hỏi nha. Với câu chuyện vừa rồi thì cô Thủy An đã hỏi được bạn Hà An làm hoàn cảnh của Mạc Đĩnh Chi như thế nào. Thì Hà An trả lời là Mạc Đĩnh Chi sinh ra trong một gia đình rất là nghèo khó. Rồi, câu hỏi thứ hai, Mạc Đĩnh Chi học tập qua đâu? Rồi, cô rất cần một cánh tay sẽ trả lời câu hỏi này. Rất là dễ đúng không các bạn? Mình đã nghe hai lần rồi. Rồi, cô mời trường Việt Hưng nha. Mạc Đĩnh Chi học tập qua đâu? Cô Thủy An nhờ cô giáo trường Việt Hưng hỗ trợ cô là bật mic và mời một bạn chia sẻ được không ạ? Cô thấy rất là nhiều cánh tay của trường Việt Hưng. Rồi, cô đã thấy một bạn. Em thưa cô, Mạc Đĩnh Chi đã học tập qua cách là đứng ngoài cửa lớp và nghe thầy giáo giảng vì nhà nghèo khó không có tiền đi học. Thấy cậu hiếu học như vậy thì thầy đã cho cậu vào lớp để học ạ. Ban ngày cậu vừa phải kiếm củi vừa phải học, vì vậy cậu đành để ban đêm để đọc sách. Nhưng khổ nỗi ở ban đêm lại quá tối, vì vậy cậu củi đốt lá khô, sử dụng vỏ vỏ đom đóm vào vỏ trứng để có ánh sáng học ạ. Ok. Rồi, cô Thủy An cảm ơn bạn. Cô chưa kịp hỏi tên bạn đã đi rồi. Sao Về hỏi được chỗ. mà Đã về chỗ luôn cô? rồi. Đâu phần đầu nữa. Ừ, rồi, ngủ rồi. Rồi. Con tên là Nguyễn Minh Nhật. À, Minh Nhật. Rồi, cô cảm ơn Minh Nhật nha. Minh Nhật đã nhận thấy được là cái cách học của Mạc Đĩnh Chi đó chính là đứng ở ngoài cửa sổ học này, rồi ông sẽ đọc sách này, rồi bằng cái phương pháp mà không có nến, không có đèn dầu thì ông đã cho đom đóm vào trong cái vỏ vỏ trứng để học đúng không ạ? Rồi cô cảm ơn con nha, bây giờ con về chỗ được rồi. Rồi, với câu hỏi Mạc Đĩnh Chi học tập qua đâu thì các bạn cũng đã nắm được là Mạc Đĩnh Chi học bằng cách nào rồi đúng không ạ? Rồi, mình sẽ tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo nha. Đâu là những chi tiết thể hiện Mạc Đĩnh Chi có tinh thần tự học? Rồi, đâu là những chi tiết thể hiện Mạc Đĩnh Chi có tinh thần tự học? Cô lại rất cần những cánh tay ở trường trường Khai Quang nha. Các bạn học sinh trường Khai Quang ơi, mình trả lời câu hỏi giúp cô Thủy An này. Tinh thần tự học của Mạc Đĩnh Chi thể hiện qua đâu các bạn? Cô Thủy An nhờ cô giáo trường Khai Quang mời một bạn lên trả lời câu hỏi được không ạ? Đây, đứng đây đây, khỏi quá. Con chào cô. Chào cô. Rồi, cô chào con có Con thể giới thiệu về tên của mình. tên là Con nói đi. Đỗ Hồng Đức. Học sinh À, các bạn rất thật tự. lớp Rồi, con trả lời câu hỏi nha. Những tình tiết thể hiện Mạc Đĩnh Chi có tinh thần tự học là gì? Quang. Linh Chi bắt một con phải để cho vào quả trứng.
À, rồi, một tình tiết. Còn tình tiết gì nữa không? đúng Ông có tiền đi học không? đúng À, ông không có tiền đi học, vậy thì ông học bằng cách nào? đúng là cửa sổ. À, tuyệt vời. À, con đã trả lời chính xác này. Ông đã phải đứng ở ngoài cửa sổ để học. Còn tình tiết nào nữa không? Rồi, cô cảm ơn con nha. Về cơ bản con đã nhận được là ông không có tiền đi học, ông phải đứng ở ngoài cửa sổ để học này. Ông không có tiền để có bóng đèn dầu này, ông đã phải bắt đom đóm cho vào trong vỏ trứng để có ánh sáng để đọc sách đúng không nào? Rồi ông học qua đâu hả con? Ông học qua internet hay là ông học qua sách vở? À, ông đọc sách đúng không nào? Và có ai bắt Mạc Đĩnh Chi phải học không con? À, ông tự học. Ông tự giác học chứ không phải cần người nhắc nhở là bắt con phải học đi đúng không nào? Rồi hình như là kết nối ở bên phía trường học đã bị mất rồi. Rồi, vậy thì cô Thủy An tiếp tục nha với câu hỏi thứ tư. Bạn học những thói quen phẩm chất tốt gì từ Mạc Đĩnh Chi? Rồi, bây giờ các bạn học được những thói quen và những phẩm chất tốt gì từ Mạc Đĩnh Chi? Cô Thủy An mời trường Hạ Long nha. Rất là nhiều cánh tay này. Rồi cô Thủy An đã hỗ trợ trường Hạ Long bật tiếng. Dạ. Con trả lời nha. Bạn học được những thói quen gì, phẩm chất tốt gì từ nhân vật Mạc Đĩnh Chi? Các bạn kham nhẫn ngồi đợi trường Hạ Long một chút xíu nha. Vài giây. Dạ vâng, trường Hạ Long có nghe thấy tín hiệu từ cô Thủy An không ạ? Hình như kết nối không được tốt ở trường Hạ Long. Vậy thì mình sẽ khắc phục sau và cô Thủy An xin phép được mời trường Việt Hưng nha. Dạ nhờ cô giáo ở trường Việt Hưng hỗ trợ. Rất là nhiều cánh tay ở trường Việt Hưng đang giơ tay ạ. Cô có thể bật mic và các bạn đứng ở chỗ chia sẻ cũng được ạ. Rồi cô Thủy An đã bật tiếng cho trường Việt Hưng nha. Rồi nói. Em thưa cô, em tên là Nguyễn Ca, đang học lớp 4A1 ạ. Rồi. Hải đang trả lời câu hỏi cho cô Thủy An này. Con đã học được những thói quen gì nào? Phẩm chất gì nào? Từ nhân vật này. Từ nhân vật Mạc Đĩnh Chi. Em học được
Những thói quen và đức của định mạng mà định chi là tuy không tuy hoàn cảnh nghèo khổ nhưng vẫn có giờ cố gắng học giống như chúng ta vậy. Tuy bài tập có khó nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng để học được để có thể giải được đáp án đúng không? Rồi, vậy thì cô Thủy An đúc kết lại nha. Vậy thì những từ để con về chỗ luôn rồi hả? Rồi, vậy thì những từ để nói về Mạc Đĩnh Chi là gì nào? À, vì kết nối của mình không được tốt, thành ra cô Thủy An chia sẻ luôn với các bạn nha. Các bạn đồng ý với sự đúc kết của cô Thủy An thì các bạn thả hoa như thế này nha. Mạc Đĩnh Chi có phải là một người nghị lực không các bạn? Nghị lực có không các bạn? Có thì thả hoa nào. Bạn nào đồng ý với cô Thủy An thì thả hoa nào. Nghị lực. Rồi, những từ để nói về Mạc Đĩnh Chi đó chính là nghị lực này, Đi chăm đâu chỉ này, yếu có không các bạn? Chăm chỉ này, có không? em qua sẽ bị Có không các bạn? cô Nếu có thì thả hoa giúp cô Thủy An nào. tân Có chăm chỉ không? Rồi, cô thấy rất là nhiều cánh tay ở trường Việt Hưng nào. Rồi, Mạc Đĩnh Chi có vượt khó không các bạn? Có vượt khó không? Nếu có thì thả hoa tiếp nào. Rồi thôi mình sẽ đổi chủ lên lâu quá. Rồi, ngoài ra còn đức tính gì của Mạc Đĩnh Chi mà vừa rồi cô Thủy An chưa đúc kết lại được thì bạn nào có thể giơ tay bổ sung giúp cô Thủy An à? Nghị lực này, vượt khó này. Đó. Ngoài ra còn đức tính gì nữa nào? Học rồi. À, vừa rồi cô nghe thấy ham học này. Mình tự Rồi, học à? Nào tự học này. em Gì nữa nào? là Gia Huy lớp 4A1 trường tiểu học Đô Thị Việt Hưng. Em bổ sung thêm là quyết tâm ạ. À, quyết tâm. Tuyệt vời quá. Rồi, cô cảm ơn con. Ngoài ra còn đức tính gì nữa không nào? Tự học này, tự học này. Chăm chỉ ham Tự học, học chăm chỉ, nghị lực vượt khó nghị lực vượt khó. Rồi, nhận như gì nữa nào? là tiên tiên đấy tiên Hết chưa các bạn? rồi tự mình đó kiên nhẫn kiên nhẫn kiên trì và kiên nhẫn nữa. À, kiên trì, kiên nhẫn. Rồi, cô cảm ơn bạn nha. Vâng. Rất là nhiều đức tính của Mạc Đĩnh Chi mà mình nhận ra đúng không các bạn? Các bạn đã thấy là trí tuệ tập thể có lợi ích chưa nào? Ừ. Vừa rồi cô Thủy An mới tìm ra được có bốn đức tính của Mạc Đĩnh Chi thôi. Nhưng nhờ sự trợ giúp của trường Việt Hưng mà ra được thêm rất là nhiều đức tính của Mạc Đĩnh Chi. Vượt khó này, nghị lực này, kiên trì này. Rồi, ngoài ra còn bạn nào bổ sung giúp cô Thủy An không nào? Nhớ là kiên trì không phải lực đấy Rồi, vượt khó, kiên trì. Tất cả những cái đức tính đó đã thể hiện được em những cái phẩm chất của Mạc Đĩnh Chi. nhớ lại Rồi, vậy thì chúng ta có thể rút ra được bài học gì sau câu chuyện này? Cô nhờ hai bạn đúc kết lại dùng cô Thủy An nha. Chúng mình có thể rút ra được bài học gì sau câu chuyện này? Rồi, cô lại nhờ một cánh tay. À, rất là nhiều cánh tay ở trường tiểu học Kim Lang. Rồi, cô nhờ cô giáo ở trường Kim Lang hỗ trợ cô Thủy An. Mời một bạn rút ra được bài học gì sau cái câu chuyện Mạc Đĩnh Chi? Rồi, cô Thủy An nhờ cô giáo trường Kim Lang nha.
Cô Hương gọi học sinh đi, cô Hương ơi. Xin chào cô, để hiểu tiếng đất Việt Nam đi không? Dạ có, đời to lên. Xin chào cô. Con tên là? Con tên là Hoàng Yến. Hôm nay con sẽ trả lời. Xin trả lời câu hỏi. Rồi cô mời Yến trả lời câu hỏi của cô Thủy An, đó chính là con đã rút ra được bài học gì sau câu chuyện này? Con rút ra được bài học là bài học ở đây là chăm chỉ học tập. Trong cuộc sống là sao? Trong cuộc sống có gì? Học có đúng rồi, có rất nhiều khó khăn đúng không? Rồi vậy thì cô Thủy An hỏi Yến nha, Yến trả lời dùng cô Thủy An này, nếu có khó khăn quá thì thôi mình bỏ cuộc không Yến? Làm sao mình có bỏ cuộc không? Dạ không. Vượt qua khó khăn đó. Nếu có khó khăn quá thì mình không bỏ cuộc, mặc dù hoàn cảnh không cho phép. Dạ. Rồi con có rút ra được bài học gì nữa không? Cô không, nó không thấy từ phía Yến. Qua này luôn ra này. Dạ, học tập. Rồi. Bài học rút ra của Yến là mình cần chăm chỉ học tập và vượt khó, không bỏ cuộc sau những khó khăn đúng không Yến? Vượt qua khó khăn đó đúng không? Đấy là bài học thứ ba. Rồi cô cảm ơn Yến nha. Con đã rút ra được một bài học rất là giá trị. À, con hãy áp dụng vào cuộc sống của mình nhá. Rồi cô cảm ơn Yến. Và cô Thủy An nhờ một bạn rút ra bài học sau câu chuyện này. Nào bạn nào lên nào. Rồi cô mời trường Việt Hưng nha. Cô nhờ cô giáo trường Việt Hưng hỗ trợ cô mời một bạn rút ra bài học sau câu chuyện này. Ai nói được có tiếng lạ lên. Trong cuộc sống mà có rất nhiều khó khăn, chúng ta phải cố gắng vượt qua nó. Rồi cô cảm ơn con. Là cuộc sống rất là nhiều khó khăn và ta phải vượt qua cái khó khăn đó. Chào cô. Trong em rút ra được bài học là trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, chúng ta cần cố gắng vượt qua khó, vượt qua, khắc phục, quyết tâm và kiên trì qua khó khăn ạ. Mình sẽ vượt qua khó khăn. Và con học được ở đức tính từ Mạc Đĩnh Chi là gì? Ông có những đức tính gì? Là luôn ham học ạ. Ham học này. Có đợi người khác phải nhắc nhở trong việc học không? Không ạ, tự học. Ông tự học, tự tìm tòi, tự vượt qua khó khăn, là một người rất là nghị lực đúng không? Ông có dễ bỏ cuộc không? Khi gặp khó khăn ông có bỏ cuộc không? Khó khăn mà ông vẫn rất quyết tâm. Không nản chí, không nản chí và vẫn ham học và tự học, không cần ai nhắc nhở. Rồi cô cảm ơn con nha. Con tên gì? Con tên là Gia Huy ạ. Rồi mọi người cho Gia Huy một tràng pháo hoa nha. Đấy. Rồi
Cô mời trường khai quang. Cô Nào, thấy trường khai quang giơ tay này. Con giới thiệu về tên của mình và trả lời câu hỏi bài học rút ra sau câu chuyện này nhá. con nói đi trường, con nói đi trường. Con nói đi trường, con tên là. Con tên là Nguyễn Minh Tổ. Minh Kỳ. Rồi, cô chào Kỳ. Con trả lời câu hỏi nha. Không vắng Kỳ là bài có phải kiên trì cố gắng làm được bài về và không cần bố mẹ nhắc nhở ạ. Rồi, cô cảm ơn Tùng. Rồi, sau câu chuyện vừa rồi thì chúng ta đã rút ra được rất là nhiều bài học. Đó chính là mình không có vượt khó này. Đấy, khó khăn thì mình không nản chí này, kiên trì này, làm đến cùng. Ngoài ra thì cái việc không để người khác nhắc nhở cần tự học. Đó. Vậy thì mỗi bạn tự rút ra bài học cho mình và cô Thủy An ghim với các bạn một điều, sau khi mình rút ra được bài học đấy thì mình nhớ phải áp dụng vào cuộc sống của mình nha các bạn nha. Đồng ý không nào? Mình rút ra được bài học sau câu chuyện này thì mình nhớ áp dụng vào cuộc sống của mình. Đấy không phải là nhân vật Mạc Đĩnh Chi mà những tấm gương về sự vượt khó, kiên trì, nỗ lực đến cùng và tự học. Không để người khác nhắc nhở thì đó là nhân vật bản thân mình cần phải rèn luyện những đức tính đó. Không phải ở trên sách vở hay không phải ở trên câu chuyện về Mạc Đĩnh Chi nữa các bạn nha. Nhớ áp dụng vào cuộc sống của mình. Rồi các bạn đồng ý không nào? Bạn nào cam kết sẽ ứng dụng câu chuyện này, tìm ra được đức tính của Mạc Đĩnh Chi rồi thì con sẽ áp dụng vào cuộc sống của con những đức tính đó. Kiên trì, tự học, không nản chí, vượt qua khó khăn thì các bạn nở một tràng pháo hoa cho cô Thủy An nào. Để cam kết là con sẽ ứng dụng vào cuộc sống của con. Rồi, cô thấy rất là nhiều tràng pháo hoa để cam kết. Rồi, vậy thì bây giờ các bạn lấy giấy bút ra. Lấy giấy bút ra. Lấy quyển vở nháp ra cũng được. Một quyển vở nháp và một cây bút. Ở đây cô Thủy An sẽ chia sẻ về biểu hiện của những người tự học. Và giờ các con thấy mình có biểu hiện gì thì các con ghi vào trong vở cho cô Thủy An nha. Rồi có giấy bút chưa nào? Giơ lên cô Thủy An coi nào. À, trường Hạ Long này, trường Việt Hưng này, trường khai quang. Trường khai quang các con đã có giấy bút ở trên bàn chưa thì các con giơ lên cô Thủy An coi. Rồi chúng mình đã có đủ giấy bút rồi nha. Bây giờ cô Thủy An sẽ chia sẻ. Rồi, biểu hiện của người tự học đó chính là luôn tập trung để lắng nghe, tiếp thu kiến thức từ thầy cô và sách vở. Nếu bạn nào có biểu hiện này rồi thì các bạn ghi số 1 vào vở cho cô Thủy An. Nếu có thì mình ghi nha. Thì mình ghi số 1. Rồi biểu hiện số 1. Biểu hiện số 2 là dành nhiều thời gian để tự tìm tòi tài liệu, kiến thức nâng cao. Dành thời gian để tự tìm tòi tài liệu. Đấy. Rồi nếu có thì ghi số 2 vào vở. Các bạn cứ ghi và trả lời nha. Nếu có thì mình mới ghi, còn nếu mình không có thì mình không ghi nha. Rồi tiếp theo này. Số 3. Luôn suy nghĩ hoặc đặt câu hỏi về bất cứ chủ đề nào và luôn cố gắng để tìm ra đáp án. Có nghĩa khi mình tìm tòi một vấn đề gì đó, mình luôn đặt câu hỏi. Và mình cố gắng để tìm ra đáp án. Thay vì hỏi, cô ơi cái này làm như thế nào nhỉ? Mẹ ơi, làm ra sao? Đấy, thì mình tự đặt câu hỏi và cố gắng tìm ra đáp án. Thì các bạn ghi số 3 vào vở nha. Tiếp tục này.
Thứ tư, luôn trao đổi kiến thức mới với thầy cô hoặc với bạn của mình. Mình tìm ra được một kiến thức mới thì mình sẽ trao đổi kiến thức này với thầy cô này, ba mẹ này hoặc là bạn của mình. Có không các bạn? Nếu có thì ghi số 4. Còn nếu không có thì thôi không ghi nha. Có thì ghi số 4. Tiếp tục. Khiêm tốn, biết lắng nghe những lời hướng dẫn chỉ bảo từ người khác. Biết khiêm tốn, lắng nghe những lời hướng dẫn chỉ bảo từ thầy cô này, từ bố mẹ này hay từ người lớn hơn. Đó. Rồi, nếu có thì các bạn ghi số 5 vào vở. Còn nếu không có thì thôi. Tiếp tục nha các bạn nha. 6. Không phụ thuộc vào bất cứ ai. Ví dụ nhân vật Mạc Đĩnh Chi có bị phụ thuộc vào việc thầy cho mình học thì mình mới học. Ba mẹ có tiền cho đi học thì mình mới đi học. Còn không thì thôi. Đó. Vậy thì cái việc phụ thuộc là như vậy đấy các bạn. Nếu mẹ bắt học thì mới học. Nếu cô bắt học thì mình mới học, còn không thì thôi. Đấy, thì đấy là cái việc phụ thuộc vào người khác. Vậy thì các bạn có phụ thuộc vào ba mẹ hay thầy cô bắt học không? Đấy, nếu mà mình không bị phụ thuộc vào cái việc nhắc nhở thì mình ghi số 6 giúp cô Thủy An. Còn nếu vẫn để bị nhắc nhở thì thôi không ghi. Tiếp tục nha. 7. Tạo lập một thói quen đọc sách, nghiên cứu mỗi ngày. Các bạn đã có thói quen đọc sách mỗi ngày chưa? Nếu có thì ghi số 7 vào vở. Còn nếu mình vẫn chưa đọc sách mỗi ngày, chưa tìm tòi kiến thức mỗi ngày thì thôi không ghi. Có thì ghi số 7 nha. Rồi, 8 là thường xuyên ôn tập và kiểm tra lại những kiến thức mình đã học. Rồi, có bạn nào mà thường xuyên kiểm tra lại kiến thức của mình đã học? Không biết là mình tiếp thu thông tin này đúng hay sai, đã được hay chưa? Thì mình ghi số 8 vào vở giúp cô Thủy An. Rồi, ở đây cô đã chia sẻ với các bạn về biểu hiện của người tự học. Có 8 đức tính của người tự học. Bạn nào có đủ 8 đức tính thì giơ tay cô Thủy An coi nào. Có đủ 8 thì giơ tay. Rồi, cô thấy ở trường Hạ Long có một số bạn ở phía cuối là có đủ 8 đức tính luôn đúng không nào? Rồi, cô Thủy An rất là khen các bạn nha. Rồi, bạn nào có đủ 7 đức tính? Có đủ 7 đức tính thì giơ tay cô Thủy An coi nào. Trường Hạ Long có một vài cánh tay là có 7 đức tính của người tự học. Trường Việt Hưng thì sao? Rồi, cô mời các bạn có 7 đức tính, các bạn hạ tay xuống nhá. Bạn nào có 6 đức tính của biểu hiện của người tự học thì giơ tay cô Thủy An coi nào. 6 thì có một số cánh tay ở trường Việt Hưng này, trường Hạ Long này, trường Kim Lang này. Rồi, bạn nào có đủ 5 đức tính thì giơ tay cô Thủy An coi nào. 5 đức tính biểu hiện của người tự học. 5 biểu hiện. Rồi, trường Việt Hưng có một số các cánh tay. Rồi, cô cảm ơn các bạn. Bây giờ các bạn hạ tay xuống nha. Vậy thì đây là những biểu hiện của người tự học. Cô Thủy An hy vọng là các bạn
tự ý thức được là mình cần phải tự tìm tòi kiến thức này, tự dành thời gian này và luôn suy nghĩ để đặt ra các câu hỏi về việc mình cần phải tự học tìm tòi kiến thức như thế nào và học theo tấm gương của Mạc Đĩnh Chi. Cô hy vọng là ở một buổi gặp mặt nào đó, cô Thị An hỏi thì các bạn sẽ giơ tay và trả lời con đã có 8 cái biểu hiện của người tự học này nhá các bạn nhá. Rồi và bây giờ thời gian học cũng kết thúc. Cô Thủy An rất là vui khi buổi học ngày hôm nay đúc kết được cho các bạn về việc ý thức là mình cần phải tự học hỏi. Kỹ năng tự học là kỹ năng quan trọng nhất. Cô mong là các bạn hãy tự rút ra bài học cho mình và ứng dụng vào cuộc sống của mình một cách tốt nhất đúng không nào? Bây giờ thì cô Thủy An nhường lại mic cho cô Kim Dung và cô Kim Dung sẽ đúc kết lại buổi học ngày hôm nay và gửi lại cho các cô giáo dùng cô Thủy An nha. Cô Thủy An sẽ gửi lại slide này để cho cô Kim Dung sẽ gửi vào trong nhóm cho các cô giáo và chia sẻ lại cho các bạn ạ. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn cô Thủy An. Rồi, với một tiết học vô cùng là ngắn ngủi đúng không ạ? Dạ, thì chúng ta cũng đã kết thúc buổi giờ đồng hạnh phúc ngày hôm nay. Thì có rất nhiều các bạn đã được ra chơi. Đó. Nếu như bạn là chúng ta để cô Dung đúc kết lại cuối buổi học nha. Đó. Với một chủ đề ngày hôm nay, đó là chủ đề về tự học. Với một hình tượng, một bậc vĩ nhân, đó là gì ạ? Đó là Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi. Và chúng ta sẽ có được chúng ta biết được là những cái biểu hiện của những người tự học là như thế nào, là không có ai bắt ép này, không cũng không có ai chỉ định hay là ép buộc chúng ta về việc là học tập, con học đi, em học đi, mà chúng ta sẽ tự 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 đứng lên để học, tự ngồi vào bàn học để chúng ta học tập chăm chỉ. Và điều đặc biệt đó là vì sao mà Mạc Đĩnh Chi lại giỏi như thế, là trở trở thành trạng nguyên của hai nước. Bởi vì ông có sự tự học thông qua việc đọc sách. Đúng không ạ? Và ông trở thành những bậc vĩ nhân rất là nổi tiếng của Việt Nam. Vậy thì bài học của các thầy cô cũng muốn nhắn gửi cho các con đó là cái việc là con đường duy nhất để thoát khỏi cái khổ đau của cuộc đời á, thì đó là chúng ta sẽ không ngừng rèn luyện, không ngừng trau dồi bản thân mỗi ngày. Và đặc biệt đó là khi mà chúng ta đủ trưởng thành, chúng ta đủ chín chắn rồi, thì chúng ta sẽ vững chãi để sống một cuộc sống có một hạnh phúc này, rồi bình yên này, rồi hiếu thảo hơn với cha mẹ và thầy cô, và chúng ta có nhiều cái giá trị với cộng đồng. Thì đấy là những cái nội dung của buổi học, của cái câu chuyện về về Mạc Đĩnh Chi, Trạng Nguyên hai nước. Chúng ta sẽ gieo một cái nhân, nếu chúng ta chăm chỉ học tập theo gương của Thánh Hiền, theo những cuốn sách hay, thì chúng ta có kết quả là gì ạ? Chúng ta có đạo đức, chúng ta có trí tuệ và chúng ta có ước mơ, hoài bão lớn. Nếu như mà chúng ta trung thực, chúng ta giúp đỡ mọi người thì kết quả là gì ạ? Là được mọi người yêu quý này, được mọi người tín nhiệm mình. Và một cái lối sống của Mạc Đĩnh Chi nữa là gì ạ? Nếu chúng ta sống giản dị, chúng ta sống thân thiện với mọi người thì kết quả là gì ạ? Là chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc. Đấy là những bài học của buổi học ngày hôm nay cô Dung đúc kết lại với các con, và cũng muốn nhắn gửi với các bạn, chúng ta bắt đầu một một cái sự tự học bằng việc gì ạ? Bằng việc đọc sách đúng không? Đấy, rồi. Và đấy là những cái phần đúc kết. Cô mời các bạn, chúng ta sẽ cùng kết thúc của buổi học ngày hôm nay. Cô mời các bạn chúng ta cùng khoanh tay và chúng ta sẽ cúi chào để cảm ơn các thầy cô đã giảng dạy chúng ta nha. Rồi, cô Dung sẽ hô nha. Rồi, cô mời cả lớp sẽ khoanh tay nha. Rồi, 1, 2, 3, cúi. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và cô Dung muốn, rồi các bạn làm, nếu như mà chúng ta
có nhiều thời gian thì có thể là nghe một cái bài hát này liên quan tới Mạc Đĩnh Chi. Đấy, một cái bài hát cũng rất là nhẹ nhàng và nó chỉ có mỗi 1 phút thôi, nên là bạn các lớp nào nhà mình nếu như mà nếu như các thầy cô sắp xếp được thì chúng ta ở lại, còn nếu không thì cho các bạn ra chơi ạ. Đấy. Nhưng mà cô Dung vẫn muốn giới thiệu với các bạn một cái bài hát về Mạc Đĩnh Chi. Hải dương xuất bậc kỳ nghi nhân, gian truân mà tiến tới bước chân không ngừng, giặc nhà Nguyên từng xâm lăng vì cho giặc đau thương lầm than, và người dân Việt Nam ta là đời quên không nhiều phương ơn. Ngày kia trời phương Nam đã hôn đúc nên Mạc Đĩnh Chi, người tay cao đầu qua thi của đứa phải cho đầu tràng nguyên, để ngược xuôi tìm bao phen thân đi xứ gian không ngoại giao, làm triều nguyên từ vô quan ta vì kiếp dân Nam đã tàn. Chỉ nguyện cân nhắc so đo nên không dám xem thường dân nào. Qua từng nào hùng khí quân nguyên, tầm ngất cao không hề nào đúng. Bao bài thơ câu đôi kinh điển cho bắc quân quay cù nhịp đầu. Vua nhà Nguyên phải đích thân về phong nước cho sự thần Nam quốc. Muôn đời sau danh tiếng lan xa, Mạc Đĩnh Chi lưu quốc tràng nguyên. Mình quyết nói gương người xưa, lòng toàn dân vì quê hương, dù thật khó may luôn kiên trì. Quyết đồng tâm cùng đan tay, thế giới đất non sông Việt Nam. Đời người dân ngày mai đây, để trong sông dưới trời tươi sáng. Nhìn đời sau toàn dân Nam, vẫn nhớ thanh danh Mạc Đĩnh Chi. Người tràn nguyên tài vô song, đã khiến cho quân nguyên ngại ngần. Sự Việt Nam còn truyền lưu, và vẫn chưa danh ngọc tịch liên. Từng làm cho Trần Anh Tông, rồi thì đó là một bài hát đã liên quan tới ca ngợi tinh thần của Mạc Đĩnh Chi đã giúp nhân dân chúng ta, đúng không ạ? Rồi xin cảm ơn các thầy cô và các con rất là nhiều, và chúng ta sẽ kết thúc buổi hôm nay nha. Rồi xin mời các bạn sẽ ra chơi và chúng ta sẽ chuyển hoạt động ạ. Rồi cô Dung xin phép được kết thúc buổi giao lưu truyền cảm hứng văn hóa đọc ngày hôm nay. Xin cảm ơn các thầy cô và các anh chị trong khóa học văn hóa vùng cao, và ban tổ chức cũng đã rất là nỗ lực. Và xin cảm ơn cô Thủy An đã bớt chút thời gian để chia sẻ. Và có rất nhiều các tiết học hạnh phúc khác nữa trong ngày mai, buổi sáng, buổi chiều ngày mai và trong từ giờ đến thứ bảy. Đó, thì các cô và các bạn các thầy cô giáo chúng ta có thể là tạo điều kiện cho các con tham dự nhiều tiết học hơn nữa ha. Rồi em xin phép được kết thúc phòng Zoom và hẹn gặp lại các thầy cô và các bạn học sinh vào buổi ngày mai nha. Rồi ạ.